chế cười. Thì rồi ok, xong qua chuyện đó rồi thì từ nãy tôi mới thấy cái thằng nào nó còm còm lên mà nó hỏi tại làm sao. Cái hôm trước mình cũng đã lên, mình lên lên mình vẫn nước một mớ rồi, có nghĩa là cái bài quốc ca Việt Nam thì mình phải nói thẳng một câu như vậy. Không biết đâu, cái bộ tứ quyền lực của mình không biết làm sao mà vẫn để tình trạng mình đánh bản quyền để người ta dân không được hát những cái cuộc đá banh. Đây là đại diện quốc gia nha, đá banh của Việt Nam mà đấu một quốc gia khác là cái Việt Nam mình rút ra là đại diện quốc gia mà không dám hát quốc ca là sao? Cái điều đó thấy nhục Không nhã không không? không 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 mình hãy phải hiểu cho đúng vấn đề bố, tức là thế này, không phải là không dám hát, hát bình thường, hát bình thường hết, nhưng tức là vì mọi người xem qua cái nền tảng YouTube thì người phát mà tức là cái những cái nền tảng nó phát trên YouTube á thì nó tắt cái đoạn âm thanh nó đi, còn bố xem trên TV truyền hình thì vẫn là bình thường, vẫn là bình thường. Để đây con đọc khái quát, tức là cái lời giải thích ban À, đầu có nghĩa nha. là đi qua một cái trung gian là YouTube để những người sau ta Đà. coi lại rồi ok thấy rồi Nhưng thì mà cái đó. vẫn là bị, nhưng mà vẫn bị phải bị phản ứng từ người dân thôi, bởi vì cái bài quốc ca là tài sản của toàn dân, Thì đúng anh rồi không thì được không chiếm biết dụng dưới bất cứ mọi hình bất thức. hình thức nào. À thì ở đây nè, thì khoan, để cứ bước đầu á, để con đọc cái tóm tắt cái này nè, cái nội dung ban đầu để cho mọi người cùng nghe, để nắm sơ qua vấn đề nè. Lần đầu tiên khán giả không nghe được quốc ca khi cổ vũ đội tuyển Việt Nam. Người hâm mộ khi cổ vũ đội tuyển Việt Nam trên nền tảng YouTube tối 6 tháng 12 không được nghe phần hát quốc ca chào cờ. Nguyên nhân được đơn vị phát sóng đưa ra là do bản quyền âm nhạc. Tối ngày 6 tháng 12, đội tuyển Việt Nam thi đấu với đội tuyển Lào trong khuôn khổ AFF Cup 2020. Đối với những người cổ vũ đội tuyển qua nền tảng YouTube, phần chào cờ bị đơn vị phát sóng tắt riêng, chỉ có hình ảnh và không có tiếng quốc ca vang lên. Lý giải điều này, đơn vị phát sóng thông báo trên màn hình, vì lý do bản quyền âm nhạc, chúng tôi buộc lòng phải tắt tiếng ở phần lễ chào cờ. Sau lễ chào cờ, tín hiệu âm thanh sẽ trở lại bình thường. Mong quý vị khán giả thông cảm. Trong khi Bây đó, giờ đăng một cái thằng nếu cuốc nè. xem trên TV, khán giả vẫn có đầy đủ âm thanh của bài hát quốc ca. Đây là lần đầu tiên người hâm mộ bóng đá không được nghe quốc ca khi xem qua YouTube. Theo quan sát, không chỉ ở trận đấu của đội tuyển Việt Nam mà ở các trận đấu khác, đơn vị phát sóng cũng tắt tắt tiếng phần quốc ca. Cách đây một tháng, dư luận Rồi xôn rồi xao tao khi hiểu bài rồi, tao hát hiểu rồi. Bây giờ đó, mày đại khái là như vậy. rồi ok, bây giờ tao nói cho mày nghe là cái cơ quan hay cơ quan cái gì, cái gì mà của cái cơ cái gì cái Cục mà thông phải tin làm truyền sao? thông, cục Không, thông tin truyền cái thông. mà lý do ai ai đã đem ai ai đã làm ai đánh cái bản quyền đó là cái cục gì? Cái công ty BH Media gì đó. Khoan khoan, để tôi ghi ra, để tôi ghi, để ghi từ b b b b bò hả? À, B bò với chữ H. Rồi media, Media. rồi rồi bây giờ nè, tôi nói cho mày nghe nè, cái công ty này là công ty tư nhân phải không? Thì hình như là công ty tư nhân, tức là cái lần trước á, bố nhớ lần trước là cha con mình làm cái live có phản ứng không, Rồi rồi thì rồi rồi ok họ thôi, giờ không có cá nói gì nhân thêm họ nữa, có giải tao thích hiểu như thế rồi này nè. rồi thôi, được, không có giải thích con cặc gì chứ, đi tao bây giờ chửi, bây giờ chửi nè, đụ con đĩ mẹ mày, cái công ty BH Media mày làm gì thì mày làm, mày chừa cái bản ra giùm tao đi, đụ mẹ mày, tao mày lần nghe lần nữa là đụ má tao đào bả cha mày, công ty BH Media đụ mẹ tụi bay. Rồi nói tiếp đi. Tức là cái vấn đề này thực ra là người Nó dân làm cho Việt người ta Nam bức rất xúc, bởi rất vì bức xúc, rất bức bức xúc, xúc ai cũng bởi bức vì xúc tất hết á. cả 97 triệu người ở Việt Nam đa số người ta không có thời gian để ta coi trực tiếp thì người ta coi lại, và thường thường những người mà có những cái bọn trẻ học sinh rồi các cái những người lớn tuổi họ thích những cái ví dụ mở trận là cái sự mà hát quốc ca của Việt Nam mình nó hào hùng, mà ở hai trận đấu tôi nói cho mày nghe là hai trận đấu thì cái người bên kia cũng hát quốc ca, người bên này cũng hát quốc ca, hai quốc ca Đúng mà, rồi, ví dụ thằng Lào, đúng nhưng mà rồi, trong khi người ta hát thì có mà bên mình hát thì không có, đủ đó, cái đúng đó là một rồi, cái sự gọi là gì, giống như kiểu như mình đủ mình phẫn quốc mà mình quốc ngạn, tôi nói thẳng là vậy, với có nghĩa là nó có mà mình không có, tùy cái con người mình cảm thấy nó cái nghệ khí nó thuộc lại, mày muốn tôi chửi lần nữa không?
cái công ty chó lẻ này đủ má. Cái này ngày mai thế nào cũng có phim để coi à. Làm vậy không có được, nói chung là làm vậy không được, không bất cứ lý do gì nữa. Không có lý do. Bởi vì rõ ràng là cái bài quốc ca này là bài là một cái tài sản của toàn dân rồi. Không ai được xâm phạm, không ai được chiếm hữu hết á. Không có ai chiếm hữu được cái đó, rõ ràng như đó. Bà làm như vậy là quá là sai quấy. Bà hầu như đã lên án rồi, đã lên nói rồi mấy chục lần rồi. Phải suy nghĩ lại đi. Đụng mấy ông này đụng má. Tức cười. Bờ hồ media, bờ hồ là ngồi ở trong bên hồ Tây ha mày anh Đào, đủ ngồi câu cá bên đó hả? Không phải, tức là cái tên công ty là tên Bờ Hồ, nó viết tắt là BH. Đúng rồi, thì bờ hồ viết tắt là BH. Ở Hà Nội mình chỉ có bờ hồ thôi, chứ ở trong Nam mình chỉ có hồ. Thì đó, hồ công ty đó. Ngoài Hà Nội, công ty ngoài Hà Nội mà. Tức là nếu mà xem qua nền tảng YouTube á, Việt Trai, xem qua nền tảng YouTube á, là sẽ bị mất cái âm thanh cái đoạn đó. Còn xem trên TV thì vẫn bình thường. Nhưng mà phải lên án, Không, họ không thể là bị họ lý giải được cái gì đó. Ê, tôi nói cho bạn nghe, các quốc gia khác, người ta không nói vấn đề Việt Nam đá banh nó bốn người, thì thường thường ở YouTube là họ cũng không bao giờ cắt giữ quốc ca của họ cả, chẳng hạn như Mexico hoặc là Lào hoặc là Thái Lan hay gì, có ai mà cắt đâu, tự nhiên đùng cái Việt Nam cắt quốc ca Việt Nam là sao? Đúng rồi, cái này phải lên tiếng thôi chứ không lên tiếng không được. Rõ ràng là như vậy, mệt ghê. Tao thấy mấy thằng cha này đủ mà thuộc việc chậm giải quyết mấy cái chuyện đó. Nhắc một lại lần nữa, cái bài đó là cái bài quốc ca và cái là tài sản của toàn dân, nó không phải bất cứ của một người nào, cho nên là anh không thể, anh không có quyền chiếm hữu được. Tào lao, không có lý do gì mà để chiếm hữu riêng cho một cách cá nhân hay tổ đủ chức nào mà giải trí cái quần què đủ má giải trí. Bây giờ mày coi cái game show bây giờ có cái ai mà đủ má giống không đủ má cái gì mà vợ chồng son đủ bỏ bú hẹn hò tào lao đó đủ mà thấy không? Đạo diễn hết. Cái vụ ở Huế đó mày thấy rõ ràng không? Tào lao đưa ra những cái văn hóa mà mất dạy và hầu như là làm cho người ta bị thụt lùi. Có nghĩa là không, nếu không đẻ con trai thì đủ đi tùm tùm lum ra ly hôn. Ừ là bậy bạ. Mà thấy có cái nào hay không? Rồi không biết là giặt rác. Mà thấy nó vẫn còn y sao. Tao không biết mấy ông kia ngồi trên cao làm cái gì, không biết ngồi ăn gì, ăn sâu gà, ăn làm gì. Mẹ bà đó. Không, ý bạn anh Đào là muốn giải thích cho bố hiểu là cái thực chất công ty đó là nó chuyên về cái mảng đó chứ không phải là anh Đào là gọi là bảo vệ. Mai mốt là cũng có cái chuyện giải trí thì đâu có thiếu gì, đủ về chăn chắn gái cũng là giải trí vậy, đủ má nó chim luôn rồi. Con này nè, nói chung là phải chấn chỉnh thôi. Cái này là bên cục thông tin truyền thông là phải, hoặc là sở thông báo thông tin gì đó là phải buộc phải làm việc ba lại ba cái chuyện này. Bởi vì họ râm ran không riêng gì cái bài quốc ca mà kể cả những cái đoạn clip của mà đám tang của cố đại tướng Võ Nguyên Giáp á, họ cũng đòi chiếm bản quyền nữa đó. Râm ra là phải làm chứ không làm để phải vào cuộc thôi, nhà nước phải vào cuộc cái chuyện này thôi chứ còn không. Làm đóng cửa lại đâu, làm chưa đủ. Đêm cái thằng giám đốc của công ty này nè, đủ mà đem ra thẻo giá nó tao, đủ. Còn đủ má làm gì, cấm nó cũng như không thôi. Đem ra đủ chặt cục giò nó không cắt giá hay tao, đủ má chuyển nó nghĩ địa gì. Đủ má, bực mình. Rất là bức xúc quá. Tối giờ tức là cư dân cộng đồng mạng họ cũng bực bội lắm, họ nhảy vào cái fanpage cái trang đó để tấn công, tức là lòi ra thêm một cái thông tin nữa thì cũng là cái mang tên một cái công ty BH nhưng mà không biết là có liên quan hay không, tức là không biết có liên quan tới cái này không, thì dân mạng nó mới đào bới ra nó soi á, gọi là những cái máy soi chạy bằng cơm á. À, là có một cái công ty cũng là một cái nền tảng để là cái gì để mở lại cho coi, cũng là lấy cái tên là BH nhưng mà BH Music nè, BH Music đây nè mọi người thấy không đó, BH Music nhưng mà lại là đăng những cái bài nhạc gì bốn dùng chiến thuật
vậy. Thầy ơi, Hình tao nói mày rồi, tao nói mày rồi, tao nói à, trước rồi một lần à, tao với đã hình không biết. hình của những cái gì đó à, thì đó thì cái này là chưa biết là có liên quan không nha, cái này nói cho rõ để mất công à, đó chưa biết là có liên quan tới cái công ty kia hay không, nhưng mà là cùng tên nè, đó BH Music đó, khổ vậy đó, dừng mạng đó, dừng ở đó rồi, mấy cái máy 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 soi chạy bằng cơm nó chạy ghê lắm, đừng có giỡn. Một khi đã soi là Ê, nó soi sạch. thằng anh Đào nó mới gửi nè. Mày thấy rõ ràng ở đây trên màn hình là hai đội tuyển đều nồi bên trái bên phải, mà đội kia thì được hát, mà đội mình thì hát nó tắt, ta nó tắt trên YouTube ta nói rồi, thì trên cái đường quá thiệt tình. Đủ má, vậy là cái công ty này đủ má theo địch rồi, đủ má đéo theo phải ta, đủ chúng ta đều đủ má tập trung vô quánh được không, đủ má không chặt giò đó tao muốn chết mẹ nó, đủ cứ gì đâu riết rồi đủ má về. Tao đâu có hổn đâu, tại tụi mày làm tao hổn chứ, đủ má chứ tao đâu có hổn, đủ má. Rồi tao đang mở rồi nè, báo mới phải không, đúng rồi, thì nó cũng dính vô trong cái YouTube rồi mới vậy gì. Sở hữu trí tuệ và nó Trời phối ơi lại rồi má, tự nó cái cho quần là sản phẩm què. của nó. Vậy thì tao hỏi mày đủ má có rồi, thế nào cũng có mấy thằng này đủ má chung vô trong cái chỗ này rồi, cũng có cái, một cái đám phản động đủ má nó chung vô cái chỗ vô gì BH Media, Media gì quần què vậy nè đủ má. Mệt đủ má, tao thấy ghét. Rồi thì bây Nực ha. giờ để được cái đủ mới làm cho người ta bị bức xúc, rồi nhiều khi mình không biết giờ mà nó đi mà nó tới mình nó lui nó hoài à. Đủ mà cứ mấy lão đâu có nghe đâu, còn là đủ má mấy thằng này dắt gái rồi đi, đi chơi hay sao tao không biết đủ mà. Làm cho người ta bị bức xúc và làm cái ý chí của những người Việt Nam hâm mộ bóng đá rồi làm họ nhục đi, nhiều khi họ làm đi hoài cái họ cảm thấy họ lờn và họ cảm thấy họ không không thèm coi, thèm coi mà tao hạn gì tao biết rồi, tao coi sáng nè, tao có nghe nó cái vụ không phanh tao lên tao nói với mày đó, và tao cũng không thèm để ý nữa, có nghĩa là con người ta không còn háo hức nữa, cái sự mà gọi như là hào hùng của sở ban đầu, ví dụ vô vô cái hàng uống bia rượu mà đưa cái ly vô rượu vô 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 cho nó vui không, rồi xong rồi con người ta hào hứng bởi vì cái sự mà tranh đấu này của giữa một quốc gia và một quốc gia khác, mà trên cái nền tảng YouTube mà cái quốc gia kia thì được hát, mà cái quốc gia mình để đem lấy dây thừng nó bóp họng mày Đúng đi mà rồi, coi, để tức không, vậy tức không, rất ức đủ chế. tức đủ má. Lần nữa chửi đủ mẹ nó cái thằng BH Media này à, đủ má mày, mày ngồi mày gặp tao đi tao quýnh mà vỡ mặt mày, đủ mẹ mày, đủ má mày nóng máu, Quýnh được không? còn Đó. quýnh được mà. Mày nói chuyện mày giữ tao chạy ra tao hút đi thuốc coi, đồ sao tao lạnh quá tao cầm đi thuốc ra rượu, tao cầm cái ly cà phê mà tao chạy vô luôn, tao bỏ quên đây nghe, mà nói chuyện với mấy bạn đi, mày kiếm cái gì mà nói cho nó dài dài chút tao hút đi thuốc coi, Teo rồi lạnh quá mà âm 14 độ. không? À, cái vụ xem bóng đá nãy đó Minh Thanh trên YouTube mà mọi người xem thì Vậy mà chưa CD gì mà mọi người ức chế và cái bản quốc ca bị tắt âm thanh đó. Tôi thì mình nghĩ phát Hoàng Nguyễn, nếu mà cứ căn cứ theo pháp lý như bạn nói thì phức tạp thì cũng có thể, nhưng mà đơn thuần bây giờ rõ ràng cái việc này là cái tài sản chung của toàn dân mà, đúng không? Rồi chỉ cần bây giờ người chủ BH Media họ hủy cái bản bản quyền đó đi là xong thôi, đâu có gì đâu, đúng mà, nếu mà họ cầu thị, đúng không, họ cầu thị họ tiếp thu rõ ràng là cái sản phẩm này là nhạc sĩ Văn Cao cũng như gia đình của nhạc sĩ Văn Cao họ đã đưa ra quan điểm rất là rõ, đó là tặng cho toàn dân Việt Nam.
tặng cho chính quyền Việt Nam mà, chứ không phải là của riêng ai hết á. Chứ anh đừng có ý anh là tận dụng ưu thế của anh là gì đó mà anh phối lại một hai đoạn rồi anh cho là sản phẩm mới của anh và anh đăng ký độc quyền, anh đăng ký bản quyền. Mà chưa kể ở đây mình chúng ta chưa đặt vấn đề là lúc lúc anh đăng ký bản quyền đó, đúng không? Anh có báo công khai không? Tại vì cái này tài sản chung của toàn dân mà, thí dụ là sản phẩm riêng của cá nhân BH Media thì cái chuyện đó họ đăng ký gì đó chuyện của họ không sao. Còn bài quốc ca là tài sản của toàn dân. Thí dụ anh muốn sử dụng hay như gì đó thì ít ra anh cũng phải có một cái công văn hay cái gì đó anh xin phép từ 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 những cái đơn vị chủ quản. Đúng không? Cái đó mình chỉ nói là sơ thôi chứ còn rõ ràng là cái này không ai được quyền mà sử dụng hết á. Bài quốc ca là bài tài sản của toàn dân. Toàn dân người Việt. Đó, cho nên mình chỉ cần cái tay BH Media ok bây giờ có một hai lời gì đó rồi tự gỡ cái bản quyền nó ra, coi như hủy, coi như là cái bản quyền nó không còn nữa, trả lại nó hơi hiện trạng ban đầu à, chúng ta có hiểu vậy thôi là xong, có gì đâu phức tạp. Không gì đâu phức tạp, có nghĩa là chỉ có một bài này thôi, tôi đâu có yêu cầu một bài gì khác cả. Và đúng ra là cái lý do gỡ cái bài ra là hầu như tất cả mọi người dân trong nước đều đồng lòng, chứ đâu phải riêng một mình đâu. Đúng rồi, mà chỉ có một bài thôi, đâu có khó khăn gì đâu cả, chỉ có trừ một bài thôi, bởi vì cái bài này là tài sản của toàn bộ nhân dân, không phải bất cứ một ai. Thế thôi, đâu bắt ông phải làm cái chuyện gì mà lớn lao lắm đâu. Mẹ. Cái vấn đề này mình nói Hoàng Nguyễn nghe nè, không phải là họ vấn đề không phải là dám hay là mình tin hay không tin nữa. Mà cái vấn đề này á, nếu mà đúng là con người của họ, họ phải làm. Họ phải làm. Không còn phải nếu họ cảm thấy họ chống lại được, còn nếu họ cảm thấy họ dựa viện cớ gì đó, a bà cờ gì đó họ chống lại được thì họ cứ làm. Đó, tức là sẽ họ hai cửa đó luôn. Có nghĩa là nếu vậy thì họ chống lại cả 97 triệu dân á. Đó. Nó có nghĩa là chống lại 97 triệu dân đó, nó thẳng lại như vậy. Đó. Thì mình liệt vào cái đám đó là cũng là đám phản động luôn. Thì cứ cân đo đong đếm đi, lợi hại, thiệt hại, thấy không? Lợi gì, mất gì, được gì, mất gì trong cái câu chuyện này, vậy thôi. Còn nếu họ cảm thấy họ cố chấp, họ cứ bảo vệ cái quan điểm của họ thì họ cứ làm vậy thôi. Đúng không? Chọc cái gì rồi đó, bạn bạn cũng biết rồi, riêng cái dân tộc Việt Nam chọc cái gì chọc. Mà chửi họ sao cũng được á, nhưng đừng có đụng lại, đụng đến những cái gì gọi là nó quốc hồn quốc túy của họ. Cái tinh thần dân tộc của người Việt đừng có chọc, đừng có chọc, họ sẽ đánh đổi tất cả thôi. Ê, cái bằng này cái bằng chơi dại á, chơi dại xương máu sinh mạng của họ, họ còn không sợ chứ họ sợ gì cái công ty BH Media này. Đủ mà cho biết trụ sở nằm đâu, tao suối người ta đủ mà tới đốt nhà luôn. Có công ty không, có bảng hiệu gì không, có trụ sở gì không? Đủ mà cho tao đi, tao suối còn chán tao tới. Buộc họ phải cân nhắc lại thôi à. Bọn họ phải cân nhắc lại thôi. Bây giờ chỉ có hai cửa thôi. Giữ lại được gì và mất gì. Mà bỏ đi thì sẽ được gì và mất gì. Vậy thôi, đơn giản. Đó, rồi họ tự quyết định. Họ muốn đi, họ muốn hành động theo cái đường nào. Đó là quyền của họ. Đúng không? Mà rõ ràng bạn cũng thừa hiểu được cái câu rồi. Chống gì chống, không bao giờ chống lại được lòng dân hết. Đó, vậy thôi. Đúng rồi. Dù có là gì chăng nữa cũng không thể nào chống lại lòng dân được. Nói vậy, nói ngắn gọn vậy thôi là chúng ta cũng nhìn ra vấn đề. Chào Ngọc Diệu nha. Lần trước á, lần trước mọi người nhớ không, là người dân á, là người ta cũng phẫn nộ lắm rồi chứ không phải là không đâu. Ha? Thì người ta nghĩ là đơn thuần chắc êm rồi. Chắc là bên đó tự động người ta rút lui hay như thế nào đó, mọi chuyện đâu và đó là xong rồi. Ai ngờ tới hôm nay gọi dội nguyên một gáo nước lạnh vô người dân Việt Nam, hỏi sao họ không điên. Điên chứ. Điên à. Không có giỡn chơi được đâu, cái chuyện này không có giỡn chơi được đâu. Biết theo tao chứ nghĩ là cái chuyện này là chuyện lớn chứ không phải là chuyện nhỏ đâu, là bởi vì đúng. Anh đã chạm vào cái lòng tự trọng và cái lòng tự tôn dân tộc. Chứ không phải đơn giản theo kiểu như là mình ngồi nó chơi một cuốn sách hay là một cái gì bậy bạ đâu, không phải đâu. Đây là một cái lòng tự tôn dân tộc mà anh đã dẫm lên, anh chà đạp luôn, anh không cho họ.
anh bóp hồng, rồi chưa bóp hồng người ta. rồi chưa kể nữa đúng không, chưa kể nữa ngày mai cái đám bên kia nó kháy vô Nó nữa, nó lên đùa mà bài, nó lên, kháy vô, bài, nó lên lại, nó kháy vô nó nữa. xí rồi rồi nó xí cho tưởng gì rủ mày quốc ca Việt Nam mà tao không tìm xài này kia đồ thứ gì đó Ừ. đồ quá Ủa nó mang nhục lúc kháy đó, vô nó mang đồ lúc đó cả nước mang nhục luôn chứ đừng nó ở đừng thì nói mới vậy. đủ mà tất cả mày thấy không, tất cả mọi quốc gia hát đá bóng người ta gáo hào hùng đủ mà thằng Việt Nam là cái thằng mất dịch gì đâu đủ mà không có quốc ca đủ gì Rồi chưa kể nó đủ mà xuyên thấy không tạc đúng không? Chưa đó kể nó thì xuyên nghe tạc xuyên nữa. tạc bắt đầu nó còn À, nó mó xuyên đúng không, tạc nữa. Đó, đủ thấy mẹ mày không? cái thằng Đó. BH Người ta đâu có Media ưa đủ mẹ cái đâu. thằng BH Media đủ mẹ cái thằng BH Media đủ má thiệt tức ghê. Cái này cứ quốc thể mà đâu có đùa được. Nó thiệt. Khôn hồn thì xử làm sao cho nó êm nhà, êm cửa. À. Cỡ nào cỡ chứ đừng có giỡn. Nói rồi đừng có giỡn với lòng dân. Giỡn Tôi lòng thấy dân không có được đâu. mấy cái chuyện này hầu như là mấy ông lớn hình như ông đã biết rồi mà sao mà ông tỉnh bơ ông làm sinh ta không hiểu nổi được. Không, con không nghĩ là họ họ tỉnh bơ làm thinh đâu, họ đơn thuần họ có nhiều khi có thể do cấp dưới, con nó bố hiểu không, nhiều khi do cấp dưới nó cũng khổ lắm. Thế không, mà thật ra là cái này cũng nên vậy đi, theo con, cá nhân con nghĩ cũng nên như vậy để cho nó có cái gì đó Để thử sức mày đó. thử 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 coi lòng dân như thế nào hả. Đủ. À, cho dễ làm lúc dễ lúc xử luôn, cho đó rồi cho lúc đó đủ nó lộ ra hết rồi đi, chứ nó còn ẩn ẩn rồi nó cứ ngụy biện, nó ngụy biện thế này ngụy biện thế nọ, rồi nó lấp liếm cái này lấp liếm cái kia, nói chung là gọi là múa, bố hiểu không, gọi là múa. Còn bây giờ múa gì nữa, nó đã vậy là múa gì nữa, múa đúng rồi. Thí dụ như bây cho giờ ra ngô ra khoai cho xong. tao với mày hiện giờ đang bây giờ hát lên cái bài đó thì đủ mà nó có đánh bản quyền không? Không không, nhưng mà bố mở có nhạc, có tiếng nhạc á, tức là nó gọi là phối âm phối khí á. Thí dụ bây giờ bố bật lên nè, bố mở cái bài đó bố bật lên á, là bên bên YouTube tự động nó quét và nó sẽ là đánh bản quyền bố. À, À nhưng mà cái này là livestream mà đâu qua bên YouTube đâu. à thì ở này livestream thì không sao, mà ý con nói á, nhưng mà thí dụ ai cắt cái đoạn đó mà đưa lên YouTube, à, À, ai cắt đưa lên YouTube thì nó mà lại mấy cái căn thằng này cứ nó vô cắt ra YouTube mà mấy cái thằng mày nó lấy like của mình mà nó bỏ YouTube mà nó cũng loại trừ trước khi tụi kia nó quét. rồi. Bởi vì nó biết thế nào bỏ vô nó cũng quét thì vì nó loại trừ trước, nó cắt trước. Đó vậy thôi mệt quá. Tao thiệt là tụi bay là dạng như vô vô tình như vậy là dây chuyền, có nghĩa là nhớ người thí dụ như như mày đi, mày muốn lấy cái clip này mình này để bỏ lên YouTube của mày đi thì mày cũng phải cắt ra, mà nếu không cắt ra thì nó dẹp lại cái YouTube của Đúng mày nó rồi dẹp đúng rồi. đó, Vô tình nó nhưng dây mà chuyền, vô đúng tình nó rồi, dây mà chuyền nó nếu lây lan. nếu mà cắt nữa thì nó còn ý nghĩa gì đâu. Đúng rồi. Đúng không, nhiều khi cái điểm nhấn bố muốn đưa cái đó ra để muốn chứng minh cái gì đó mà giờ cắt bạ nó đi rồi thì nó còn ý nghĩa gì đâu. Khổ, bực mình ghê. Thôi. Ôi, trời ơi. Thôi cái này Đã. ráng chờ thêm một ngày nữa, một vài ngày nữa xem sao, coi hướng trên họ xử lý thế nào thôi, chứ dân thì họ bức xúc lắm, nói chung là dân thì bức xúc lắm. Để hồi tôi ghi cái gì ta, cái xe tút coi. Toàn dân đang bức bối, bức xúc về cái BHV Media. Media BH đau đầu chứ bộ đúng không, chứ không nhức phải đơn đầu. giản. Sao nó cứ xảy ra những cái chuyện rùi bu, những chuyện tệ là trong cái đám mà cái đám mà BH Media thì ta thấy cũng có mấy ông nội này đủ mấy chung dương đúng rồi, đủ khác vậy đâu. Mình chỉ phân tích góc độ đơn giản như thế này nè bố, như thế này nè. À, nói về kinh tế đúng chưa, thí dụ mà họ để phát nhạc, họ đã lấy lợi nhuận đi đúng không, thì có thêm một bài hát thì cũng có thêm được bao nhiêu tiền đâu,
đúng à, mà chưa mình chưa tính tới tần suất Tao nha, mình chỉ chưa tính tới thắc tần mắc suất. một điều nè, nó lấy gì, nó lấy kệ cha, nó lấy bao nhiêu nhạc sĩ kệ mà, nhưng mà chỉ có Đúng một rồi. bài này, một cái bài này là cái bài này không, đáng lẽ là không được quyền lấy mà nó vẫn lấy luôn. Ấy rồi mà. Thấy rồi mà là tự nhiên thấy bực ra. Mà cái bài này là không phải bất cứ một người nào, không có người nào, người ta đã hiến, cái ông Văn Cao đã hiến tặng cho nhà nước để làm bản quốc ca, tức là ngay chờ hôm nay cái gia đình của ông cũng không thuộc quyền cái bản nhạc, cũng không quyền sở hữu của ông nữa, ông đã hiến tặng rồi. Nhưng mà cái hiến tặng này là hiến tặng cho toàn dân Việt Nam, À. nó là của nhân dân chứ nó không có bất cứ một người nào cả, mà nó cũng quốc luôn. Lại Trời ơi, tao à, đúng rồi, tao cũng đâu thiệt tình nói cho, tao cũng đâu có biết cái lời ca là sao đâu, để tao hỏi tao học lại mới được, vì học cái khó vô rồi nha. có quân Việt Nam đi chung lòng cứu quân, bước chân dồn quang Ồ, mày lên trên tao rừng coi thử, coi trên rậm YouTube coi cái bài xa. bức ca là sao. Có ai muốn lên chia sẻ gì không thì gửi yêu Trời. cầu lên nha, rồi thầy quan xuống nha, chứ để mất công lát mới bảo là công này ông leo lên ông ngồi luôn ông chiếm luôn rồi mất công Bài đó là bài tiếng quân ạ. ca Tại phải vì không? Tiếng quân dạ ca tiếng phải quân không? ca Rồi. dạ, tại vì thầy quan lên ngồi diễn đàn chơi với bố cầm cho vui. Đúng rồi. Tải video về đăng Facebook bị chặn đó. Trời ơi, có cái bài này hay quá mà, nó làm đẹp quá mày. Của Tùng Dương cái gì? Không biết. Đúng rồi, Tùng Dương. Bản này Dương cũng phối lại luôn rồi. Bản này không phải là bản bản gốc. Hello em. Thì anh dặn nhạc nó YouTube thử cái máy mới đó bà. Có gì không? Chưa, mệt quá, nay nghỉ bữa đi. Đứa non Việt Nam ta vững bền. Đó. Có nghe chưa, nghe hết chưa? Thì ngay tới đó được rồi, giữa điệp điệp khúc là được rồi. Ok thì ta chỉ coi thử coi cái này có cái lời, để bữa nào ta kiếm cái nào mà nó có cái lời tao ghi ra ta học. Có mà. Này đâu hát thôi chứ đâu có lời. Thì ok thì Karaoke học đó, bố sợ cái chữ là karaoke, bố sợ chữ ok. karaoke rồi bố lại đã xem cái bài tiếng quân ca sau nữa đã ra đâu, bố sợ thử coi, sợ thử coi có không. Có, chắc có, chắc có. Karaoke trước rồi thêm chữ tiếng quân ca vô. Có mà, đây nó có nè. Có rồi, có chữ rồi. Có. Đó. Rồi Có cầm chữ. video hát thử coi, cầm video hát thử luôn coi. Chơi luôn. Đã mất tiêu rồi. Rồi hát theo thử coi. Ở đây để con cháu dưới này duyệt cho được bao nhiêu điểm luôn, chấm điểm luôn. Đoàn quân Việt Nam đi chung lòng cứu nước, bước chân dồn vang trên đường gặp gần xa, cờ in máu chiến thắng mang hồn nước. Ta ca dở quá trời. Xung rồi hay mã tiếp đi. Thôi được đi. Tiếp đi. Thôi được rồi, ok rồi, có ai nào Tiếp. lên chơi đâu, đủ nè. Ở dưới Thôi người bây giờ hay ta, quá, ông thôi cứ già bình chơi tĩnh kỳ quá, lên. đang người ta đang phê ông chơi, ông cắt ngang gì nứng, ông chơi vậy là không được nha, ông chơi vậy là ông chẳng khác nào ông BH Media nha. Ông làm lại, ông làm lại, ông hát lại đi nhanh lên. Mở lại Rồi hát còn lại. chi vậy, đồ hát Mở lại rồi hát hay lại. quá, hai Không, câu mở thôi lại hát hát lại lại nguyên hết bài luôn. giờ, mệt quá Cãi đó. thậm chí Mở đi, không thôi là kêu là kêu bữa anh em mới nào. quýnh sập diễn đàn luôn á.
mở lại hát lại đi, nhanh lên. Bài đang hay, đang hùng hồn, chơi không cắt gì đứng người ta. Gì? Đang phê. Trời ơi, phê gì? Thiệt chứ bộ, nó thiệt chứ nó giỡn đâu. Quân hành ca, đường vinh quang, xây sao quân thù. Tháng gian lao, cùng nhau lập chiến khu. Vì nhân dân, chiến đấu không ngừng. Tiến mau ra xa trường, tiến lên cùng tiến lên nước non Việt Nam ta vững bền. Thôi được rồi, ok. Đang phê nè, nè bố nhìn nè, con cháu comment kìa, đó ủng hộ quá trời luôn. Để bố coi mọi người comment ở dưới đi. Trời ơi trời. Ok. Rồi 12 giờ mấy ra, tao chuẩn bị về xuống nhà hàng nữa rồi bắt đầu. Thôi thôi ông đừng ra bộ ông trốn, đừng ra bộ ông trốn. Bây, nè, bây giờ con nói bố cầm nghe nè. Bố phải đi kiếm mua một cái lá cờ đỏ sao vàng nha. Rồi bố treo sau lưng bố trên tường á. Rồi lần sau lên mở diễn đàn, mở bài này lên hát. Rồi biết không? Rồi. Bữa nào hứa nha. Tao có cái bộ cáo mà vacation hồi trước nó cho đó, hình như không biết. Ừ, cũng được đó, cũng được đó. Rồi. Tao có rồi, tao ca rồi. Tao đâu có ca, tôi nói tao đâu có biết ca, cái xong có mình có là 2 tháng 9 đó, 2 tháng 9 của tao là đủ thứ rồi, ok. Nha. Yeah. Rồi. Đó, lần sau phải mở bài hát chọn bài nha, không có chơi mà đứt ngang kiểu đó nha không? Rồi, okay, ok không? Ở mày xuống đây mày, điều chuyện quá. Ông quê ông đuổi, ok. Đuổi rồi. Xin chào mọi người nha, cảm ơn mọi người nha.